Con Cẩm Tú xin chào chị MC Hồng Như và xin chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn có mặt trong phòng Zoom của tối ngày hôm nay. Cẩm Tú xin tự giới thiệu về mình, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Cẩm Tú và hiện Cẩm Tú đang sinh sống và làm việc tại trong thành Tây Ninh. Sau đây Cẩm Tú xin chia sẻ cái kết quả mà Cẩm Tú sử dụng trà Hòa Tan Mang Đi Chút. Thì trước đây đấy, bản thân Cẩm Tú là gặp rất là nhiều sự cố về sức khỏe. Các bạn mà lâu năm nhất của Cẩm Tú là cảm lạnh về đêm. Thì từ khi mà Tú ra lớn á, thì nữa Tú cứ hay bị cái bệnh cảm lạnh về đêm. Như vậy mà suốt 17 năm và Tú cũng bị rối loạn tiền đình, bị viêm xoang sàng. Thì những lúc như vậy thì Tú phải đi mua những cái liều thuốc tây để mình dùng. Và trước đây 5 năm thì Tú có một sự cố đó là bị thận ứ nước. Nhưng mà khi uống thuốc tây á thì nó hết, thì cũng không có quan tâm về cái thận của lắm. Thì khoảng 3 năm sau thì Tú bị tái lại cái thận ứ nước. Đó thì Tú cũng sử dụng thuốc tây liên tục trong 5 tháng nhưng mà vẫn chưa có cải thiện. Thì chưa cải thiện được cái bệnh thận thì Tú sẽ phát sinh thêm một số bệnh nữa, đó là bị viêm đại tràng, bị u nang buồng trứng, giãn kinh mạch hai chi dưới. Và những cái sự cố đó nó tiếp diễn cho nên là Tú không theo thuốc tây nữa mà Tú đã về để dùng thuốc bắc. Thì khi dùng được 3 tháng thuốc bắc thì Tú tăng cân gọi là đột biến. Thì có 3 tháng thuốc bắc thôi mà Tú lên là 20 mấy ký, nữa là người Tú là 78 ký. Thì khi mà lên như vậy thì mới gặp lại mẹ Phương Loan, thì mẹ Phương Loan mới chia sẻ cho anh Tú biết đến cái sản phẩm Mang Đi Chút. Thì lúc đó Tú cũng chứng kiến được bố nuôi á, là bố bị tai biến 25 năm, tại vì trong cái đợt dịch đó là cũng không có gặp mặt nữa, cho nên là khi mà gặp lại á thì bố có thể đi đứng được và tự vệ sinh bản thân mình được và không dùng thuốc tây nữa, cho nên Tú rất là tin tưởng về cái dòng sản phẩm này và Tú đã đón nhận sử dụng ngay. Thì cái gói đầu tiên mà Tú sử dụng đó là trong 45 phút, thì Tú có những hiện tượng là bị chóng mặt, nhức đầu và buồn nôn. Và cái ngày thứ hai Tú sử dụng cái gói thứ hai thì Tú bị có những người mình nó bị phù ra thêm. Thì cái ngày thứ ba thì đau cái vùng bụng dưới và hai cái chân thì nó rất là nhức. Và tuy nhiên là ngày hôm đó mẹ Loan nói là thôi con cứ tăng liều và uống nước mắm nhiều vô, đi lại và vận động nhẹ. Thì Tú đã làm theo. Thì ngày hôm đó Tú uống 5 gói. Cái hiện tượng đầu tiên đó là đêm đó Tú ngủ rất là ngon, bởi vì 3 đêm trước là hầu như là không có ngủ được. Và dần dần như vậy thì đến ngày hôm nay thì những cái sự cố sức khỏe của Cẩm Tú là cải thiện rất là tốt rồi. Có nghĩa là đêm thì Tú cũng không cần á, hồi đó là không bao giờ ngủ được máy lạnh đâu. Nhưng mà bây giờ, hiện tại bây giờ Tú có thể ngủ được máy lạnh nè. Và hai chân của Cẩm Tú di chuyển rất là nhẹ nhàng. Và đặc biệt là chút kết hợp thêm cái mantirim á, thì trước đây á thì ta 6 tháng rồi khi Tú sử dụng liên tục như vậy thì Tú đã xuống được 12 ký rồi. Và sử dụng thêm cái mantirim á, mình hoa chỗ nào thì da mình nó săn chắc lại, không giống như những cái người mà mình giảm cân, mình xuống cân á là da mình nó sẽ chảy xệ, nhưng mà Tú săn chắc rất là đẹp. Và qua đây thì Tú cảm ơn cái đến mẹ là Phương Loan đã chia sẻ cho Cẩm Tú biết đến dòng sản phẩm tuyệt vời Mang Đi Chút. Và Cẩm Tú cũng cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã nghe Cẩm Tú chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Rất là tuyệt vời, một lần nữa là Hồng Như cảm nhận được cái nguồn năng lượng hạnh phúc đến từ chị Cẩm Tú ở Tây Ninh cô chú anh chị. Chị Cẩm Tú có thể nhắc lại với Hồng Zoom mà Hồng Như là chị nhờ Mang Đi Chút là chị được giảm bao nhiêu cân không ạ? Tức là cái mình định dáng lại được bao nhiêu ký chị? Dạ em xuống được 12 ký. Trong vòng chỉ có 6 tháng rồi. Wow, tuyệt mà tại vì wow, quá là tuyệt vời. Hồi nãy cái Hồng Như là nghe xong wow, cái Hồng Như cạnh cái việc mà giúp cho chị Tú là cải thiện, phải nói là siêu thị bệnh, mà Hồng Như nghĩ một cái siêu thị rất là to như cô chú anh chị, là từ là cảm lạnh nè, rồi rối loạn tiền đình, thận ứ nước, và khi mà sử dụng thuốc tây thì không kêu cứ tặng thêm, cũng tặng thêm là viêm đại tràng rồi u nang, nói chung là không như kia không kịp luôn cô chú anh chị. Thì chứng tỏ là những cái sự cố này khiến cho chị gọi là vất vả khổ sở rất là nhiều, và kèm thêm là cái khi mà sử dụng thêm một cái giải pháp thuốc bắc thì lại khiến cho người phụ nữ mất đi cái sự tự tin, bởi vì cái gọi là cái bóc dáng không có được thon gọn nữa, mà nhờ Mang Đi Chút thì giảm được tới 12 cân. Hồng Như wow lên một cái nhém quên luôn, rất là tuyệt vời. Chúng ta một lần nữa hãy thả tim, cảm ơn phần chia sẻ rất là năng lượng, rất là tràn đầy hạnh phúc của chị Cẩm Tú cũng như